Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn vừa đến kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đoàn đã đến kiểm tra dự án trường mầm non Thới Long. Công trình này thực hiện cải tạo sửa chữa khối phòng học và phòng chức năng hiện hữu, sân trường, cây xanh, sơn lại hàng rào xung quanh. Tổng mức đầu tư 14 tỷ 300 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Đại thi công. Cùng ngày, đoàn cũng đến kiểm tra tại trường tiểu học Trưng Dương, dự án thực hiện xây dựng mới khối phòng học và chức năng với quy mô một trệt hai lầu và các hạng mục phụ trợ, xây dựng mới hệ thống thoát nước ngoại vi, sân trường, cây xanh, bổ sung trang thiết bị dạy và học mới. Qua kiểm tra, ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, đề nghị các đơn vị thi công phải bổ sung thêm phương tiện máy móc, nhân công, tranh thủ tăng ca, đẩy nhanh tiến độ để các dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn lao động. Đối với Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận, phải thường xuyên giám sát thực tế, đôn đốc tiến độ, song song với đảm bảo chất lượng công trình.